Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự hội nghị trực tuyến đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về COVID-19 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước ASEAN và Nga trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy cách tiếp cận toàn cộng đồng, sự phối hợp hiệu quả ở cả cấp khu vực và thế giới trong công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Là đối tác quan trọng của các quốc gia ASEAN, ASEAN đánh giá cao Liên bang Nga tích cực hỗ trợ các nước trong khối về tất cả các lĩnh vực xã hội, nhất là hỗ trợ y tế trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong các chính sách và hành động nhằm duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định giữa các nước, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dần trở lại cuộc sống bình thường, bảo đảm an ninh lương thực trong các tình huống dịch bệnh và hậu dịch bệnh.